Ok, xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với channel của Thiên Vũ Audio. Hiện tại thì mình đang ở Metropole quận 2. Và ở đây là không gian nhà hàng của Si Tao Restaurant. Nhà hàng này là chuyên kinh doanh những món ăn ẩm thực Trung Hoa. Và đã có những cái chi nhánh ở Đà Nẵng, Bình Dương, Vũng Tàu. Và đây là một trong những chi nhánh đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh. Và Thiên Vũ Audio là đơn vị đã thiết kế và thi công cái hệ thống âm thanh cho nhà hàng này, cho nên là ngày hôm nay mình có mặt ở đây để quay review những cái sản phẩm, những cái thiết bị âm thanh mà bên mình đã lắp đặt cho nhà hàng. Thì cái clip này sẽ dành cho những khách hàng nào mà có nhu cầu muốn lắp đặt hệ thống âm thanh cho nhà hàng quán cà phê á, thì có thể tham khảo những cái sản phẩm mà bên mình đã lắp như này để có thể lựa chọn một cách ok nhất có thể. Ok, thì đây là không gian phía bên trong nhà hàng. Nhà hàng thì sẽ có hai tầng, một tầng ở phía dưới và một tầng ở trên lầu. Ở mỗi không gian thì sẽ khoảng cỡ 70 mét vuông mọi người. Thì bên mình sẽ sử dụng là 6 cặp loa audio Fox AV25BT và một cái cục đẩy ETC 500. Với cái con audio Fox này thì công suất của nó đánh có thể là 150W trên mỗi loa. Và cái không gian này thì khách sẽ lắp, bên mình sẽ lắp là 5 chiếc lo ở phía không gian phía dưới và 7 chiếc lo ở không gian phía bên trên. Thì một xíu nữa mình sẽ lên trên mình quay cho mọi người cái không gian mà ở phía trên lầu nó sẽ như thế nào. Ở đây là không gian phía bên trên nhà hàng, lầu 2. Thì ở lầu 2 là sẽ có không gian trong nhà và cái không gian ngoài trời. Thì không gian trong nhà thì mình sẽ lắp ở đây một chiếc lo, mọi người thấy. Ok, bên đây thì sẽ có là một lo, hai lo, không gian bên này sẽ có ba lo. Và phía không gian ngoài trời thì sẽ có hai chiếc lo. Đây là không gian ngoài trời nha mọi người. Giờ này thì trưa thì ra ngoài rất là nóng. Nghĩ không gian ngoài trời thì chỉ có khách vào ban tối thôi. Và dòng lo audio Fox AV25BT này thì là một thương hiệu của Mỹ. Ở thị trường bên ngoài, ở thị trường nước ngoài thì cái dòng lo này được rất là nhiều người biết tới. Nhưng mà ở thị trường Việt Nam mình thì hiện tại nó chưa được phổ biến. Mà chất lượng hàng chính hãng của Mỹ thì rất là ok luôn. Con này thì nó được làm bằng nhựa cao cấp nha mọi người. Và ngoài cái việc mà chúng ta có thể để trong nhà như thế này thì nó có một cái khả năng chống chịu thời tiết cực kỳ tốt và chống bụi rất là ok. Cho nên là dòng này thì mình có thể lắp ở trong nhà hoặc là lắp ngoài trời đều được nha. Ok, phần đây là không gian bên ngoài cũng được lắp một chiếc và hai bên. Ok, thì mọi người có thể nghe âm thanh được của chiếc lo nó phát ra. Thì bên mình lắp thì cố gắng là sẽ bố trí những chiếc lo làm sao mà cho nó phủ đầy hết âm thanh không gian của nhà hàng. Như mọi người thấy thì đi tới đâu thì cũng có thể nghe được âm thanh, nó rất đều và nó rõ. Thì khi mà mọi người đi ở cầu thang như vậy thì mọi người vẫn có thể nghe rõ được âm thanh. Tại vì ở khúc cầu thang này thì bên mình cũng đã bố trí một chiếc lo nằm ở chỗ này. Đây mọi người thấy. Ok, thì mình làm một cái clip để giới thiệu cơ bản cho mọi người về những cái thiết bị bên mình lắp như thế này thôi. Mọi người có thể là có một cái hệ thống âm thanh chất lượng cao để kinh doanh cho nhà hàng hoặc là quán cà phê. Thì cái clip mình sẽ kết thúc tại đây. Nếu mà mọi người cảm thấy thích những cái video như thế này thì hãy nhớ like, share, subscribe, ủng hộ kênh YouTube của Thiên Vũ. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo.